và vào ấy. Giới thiệu với anh em trang web giao dịch thẻ chiết khấu cao kho thẻ365.com. Chỉ cần đăng ký tài khoản là bạn có thể mua thẻ game với chiết khấu lên tới 6% và chuyển sò Garena là 10%. Ngoài ra còn hỗ trợ anh em đổi thẻ cào với chiết khấu cực kỳ thấp. Hãy đến với kho thẻ365.com. Ok, trên tay tôi đang là một cái ạc. Uầy, anh em nhìn gì không? 193.000 tỷ. Ui, dã man chưa? Vãi lều. Uầy. Ui, 193.000 tỷ này mà xúc ảo thôi, tuyệt vời ông mặt trời luôn đấy. Đấy chưa, anh em nhìn quả BB thôi nhá, anh em đã thấy là đã biết được cái ạc này nó giá trị như nào rồi nhá. Nào, ạc này của bạn Bèo MU. Ui, ạc này hôm trước cũng đua top Galaxy à? Ủa, thế mình chưa được mở ạc nào nhỉ? Chưa được mở sự kiện nào của ạc này. Ui, dã man. Nhiều tiền hóa lát cả ghê, anh em nhìn gì chưa ạ? Một team color MU cực kỳ đẹp dai, 257 lương. Điển hình nhất đó là con hàng Cristiano Ronaldo PTB cộng 9. Chứ không phải là cộng 7 nhá, cộng 9 anh em ạ. Đùa, anh em thấy nhiều khi mà mình có thấy kiểu bị đen quá không? Đấy, không biết là chủ hàng phải có bản lĩnh như nào mới dám click quả PTB cộng 9 này. Hiện tại giá thị trường con PTB cộng 8 thì rơi vào tầm 16-17.000 tỷ đúng không? Uầy, mua về xong rồi đập. Ui mẹ mà dã man quá ta. Anh em nhìn này, tốc độ 141, tốc độ 140, tăng tốc 141. À mày ghê thật sự. Dễ bóng 142, sút xa 140. Chọn vị trí 141 ghê vãi đái. BTB cộng 9 bẩn mắt quá. Không biết bao giờ có quả Zono BTB cộng 10 nhỉ. À mày ghê thật sự luôn ấy. Nhưng mà click được con Zono BTB cộng 9 này phải nói là đẳng cấp đấy. Đẳng cấp. Đấy, dám click đã là đẳng cấp rồi. Nhưng mà nó lên nữa thì cộng thêm gọi là rất nhiều phần may mắn nữa. Thật ra thì những con số như kiểu là 4 này, 7 này, 9 là những con số là không nên dừng lại rồi. Nên là hy vọng là sắp tới có kèo Ronaldo BTB cộng 10. Làm sao rồi, thật sự luôn. Sau ngày hôm nay là phải nhớ tên của Bèo MU đấy. Ngoài ra chúng ta có con hàng Holun. Con Holun mà ở một thẻ 23NG đá đã cháy rồi nhá. Con U24 lại còn cháy hơn. Tăng tốc 145, tốc độ 142. Ghê thật sự. 5 sao kỹ thuật luôn, sức mạnh 138. Ngoài ra chúng ta có Diego Forlan, một thẻ CC cộng 8 này. Ui, con này mà sút láo thì thôi rồi nhở, đúng không? Con này mà cộng 8 thì thôi. Sút xa 152. Ghê vậy, lực sút 145. Lực sút 145 anh em ạ. Mày dã man thật sự. Lương fan mù ơ thành viên hội những người mồm phát sáng đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Anh cảm ơn Lương. Fan MU như em nhìn mấy ạc như này chịu khum. Ôi nội anh ơi, già đến em nơi già, rồi em già. Lương ạ, anh già nơi rồi ấy. Rafford Hacker này, Casemiro Totti 8 này, Beckham CC 8. Rất uầy, hai con hàng Beckham Cup cực kỳ chất lượng nhá, ở một thẻ. À gì đấy, cộng 8 này, Beckham Cup cộng 8 và Harry Maguire và Varane xem chỉ số này. Nhìn đội này đứng quá ta, nhìn Varane này nhìn mê chưa anh em? Mê chưa? Kinh thật sự. Nào, ở dưới dự bị thì chúng ta có mấy con hàng kiểu cơ bản thôi. Elysian CC này, Mao 8 này, Mao HG 8, Bốc 3 con này. Sau khi tờ giấy tuyển dụng nhân sự toàn quốc đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Em đã nói rồi mà, anh đã tin em chưa? Anh tin toàn rồi. Hàng VIP của server hội tụ mà. Anh này thì ta bắn tùm lum, nay anh em mình có duyên rồi. Ok, anh cảm ơn tờ rí nha. Mà tao con hàng kiểu cũng kiểu đắt tiền ấy, giữ giá anh em ạ, giữ giá kinh luôn. CR7 đang đợi hóa 8 này. Còn gì đâu? Maguire U8, Lingard 8 này còn gì đâu nhỉ? Nesta HG này. Con này hiếm nhá. Con này xem nào. 14.500 tỷ luôn này. Asi Giang cộng 10. Nhưng mà đáng giá nhất thì có con hàng BTB9 này, Holun này, Forlan này. Chất lượng đấy. Con bóc ba này cũng đang được nhiều anh em săn đón nhá. Bạn ngọt ở kênh tôi cũng đang muốn quả đưa quả bóc ba này về này. Đó, hãy đá quả bóc ba cho nó mắc binh nhở. Đá bóc ba đi cho lực điền được không? Đá luôn sơ đồ này đi, Rafford này. Đấy, em mà Luxor Dalot nhìn trông mê chưa. Uầy, hai cánh mùa mới luôn ạ. Mà anh em nhận xét sao về hai cánh của team này nhở? Em nhận xét đi. Mà chạy ngang tiền đạo luôn, có khi còn hơn cả tiền đạo của anh em ấy. À, kinh hồn nữa, vào test luôn, vào test luôn. Chiến thuật đơn này, đột phá, xâm nhập vòng cấm cho khe này,
xâm nhập vào cấm. Phóc Lan hôm nay phải phải lập công đấy nha. Nào lợi rùa vào đây, tấn lợi FCO đúng không? Tri ân em lợi rùa vào một trận win này. Vào luôn, không để cho em phải đợi lâu nữa, vào luôn, vào luôn, vào luôn. Vào luôn mà ngay. Bắt, bắt. Top 1 sút lão của FC Online Việt Nam. Anh em bảo ơi, anh em ơi, sút xa 152, lực sút 145 thì làm sao mà Van der Sar đỡ được. Quả Van der Sar này phải icon cộng 8 thì may ra lợi rùa ạ. Quả anh em sút quả nhìn mê thôi kìa. Tiếp tục bài, ra đây quả khoảng cách vào không nhỉ? Uầy, uầy, vãi cả lều ạ. Con mẹ của Phốc Lan sút láo điên luôn ý. Đá bóng không có tình người à? Em cẩn thận đấy. À, một quả đê thường, một quả ZD kìa. Sút láo điên ạ. Bở tóc này, bước một cái nữa được không? Cái nữa được không? Lợi ruồi này, lợi ruồi này. Ba cái bước một kìa. Hay được cái chứ. Có mẹ mà sút quả Van der Sar phải giật mình hay sao ấy nhở. Để xem lại quả đấy nào. Ui con mẹ sút láo láo điên luôn ạ. Mất vệ sinh dã man. Xin lỗi. Quả vào ấy. Bốc mùi quá. Và đó là Cristiano Ronaldo. Joffy tờ giấy tuyển dụng nhân sự toàn quốc đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Biết vậy không kết nối rồi. Đá trông mất vệ sinh vãi lều mà cho hỏi thủ môn đội mình mặc áo màu gì thế. Cái này thì phải có phần lợi rồi, vẫn chưa được vào. Non. Ây ôi thôi đi ôi. Lỗi tài. Tất cả các con hàng trên hàng công của tôi đều nổ súng rồi anh em ạ. Rafael này, Falkland này, Holun này, CR7 này. Uầy, em phải dã man. Uầy, khỏe chưa kìa. Ben. Ben. Ai mà cộng 9 ăn vạ nó phải khắc bỏ chứ. Láo thật. Dám phạm lỗi với anh 7 trong vòng cấm kìa. Này, cao lên một tí, cao lên một tí. Rồi. Như nào nhở? Những làm gì ta? Súc này là sao bắt nhở? Nope. Con này bị ông lừa rồi. Bị ông lừa rồi. Cái thằng trẻ con lừa. Uầy. Con mày. Thôi đi rồi. Đèn chết nhở? Có bé rõ rồi. Nào, nào, làm sao? Này, tôi đứng hẳn bên này này. Đứng hẳn bên này luôn, nào. Không cần bắt luôn. Ủa, con... Nó sút ở giữa. Mất vệ sinh quá. Mất vệ sinh quá cơ. Này đó, Phong Lan. Anh 7. Thôi, 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 con vợ đi rồi. Truyền. 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 Phóc Lan. Ủa ừ. Con tội lại. Bắt. Bắt. Mẫu cái la hơn là anh em kiểu vui BTB ấy. Ben. Rồi. Đây rồi. Ok ok ok. Má. Em nhìn quả xoay của CR7 chóng mặt thôi anh em. Nick này ấy, đang thiếu một con Anthony xoay xoay. Rõ ràng là như vậy. Đang thiếu một con Anthony anh em ạ. Rồi. Không phải là hai cái đấy. Uầy. Uầy.
Ủa cái đùi này ZD cho bút mùi thật sự luôn đấy. Ôi nhầm rồi. Còn mẹ đập đúng chân của Gullit mới đau chứ. Không vào nữa này. Ba quả xoay trượt rồi, quả xoay này phải vào chứ gì nữa đúng không? Không vào nữa này. Có mà tôi đen quá em ơi, lại cọc với xà. Rồi, rồi, mày kịch bản nghiệt ngã. Kịch bản nó lại nghiệt ngã em ạ. Có vợ đá ghê đấy nha. Rồi. đán hoi là anh em ơi, đán hoi nha. Uầy, vãi cả nồi ạ. Mày đỡ này, mày đỡ này. Ok, lên anh em ơi. Được nhá, lội ngược dòng 4-3. Kết thúc đẹp cho của con tay này. Trời ơi, Hulu nó chạy kìa, nó mở tốc kìa. Nhóc, ta còn mấy bàn thì còn 2 bàn nữa đúng không? Bình tĩnh đi, đá đội hình mạnh này anh em chơi thì anh em phải loạn hết cả lên. Đó, ta phải loạn hết cả lên. À, nó xoạc luôn mới đau chứ. Gì gồn này. Gì gồn này. Yo. Thấy chưa, tôi bảo rồi mà. Hiệp 2 làm 3 quả, làm 4 quả cho nó nét. Đây cho anh em nhìn ngắm lại cái team color MU. Đấy, với đầu tàu CR7 VTB cộng 9. Đấy, Holun này. Thật sự hôm nay điểm sáng chắc là Dio Fox Lam mất. Đấy. Dio Fox Lam mất anh em ạ. Em phải sút láo cực kỳ ghê. Con này như chất đập trên đầu ngón tay anh em ạ. Ok, cảm ơn bạn Bèo Mũ rất nhiều nhá. Cảm ơn bạn đã gửi cho mình mượn gạc này. Cảm ơn em Chí đã kết nối nhá. Ok, chắc là nghỉ ở đây thôi anh em ơi.